Giờ, hello mấy bà Golayer nhé. Ở tập thứ 65 của series Dead by Daylight Adventure thì như anh em cũng đã thấy là chúng ta sẽ chơi con nữ chúa quả đen, The Artist. Lý do mà tôi chơi con này á là tại vì tôi muốn lấy cái perk Pain Resonance để tôi chia cho mấy killer khác anh em. Cái perk này hiện đang là meta của killer tại thời điểm hiện tại nè. Thì nói sơ qua bộ build một xíu. Bộ build thì thứ nhất là perk Pain Resonance. Chúng ta sẽ có 4 cái móc gọi là móc trắng ở mỗi map mà chúng ta spawn vô. Khi mà treo survivor lên cái móc trắng đó thì cái máy mà được có tiếng trình sửa nhiều nhất sẽ phát nổ và ngay lập tức tuột 15%. Thứ hai là Hex Ruin, quá nổi tiếng, tôi nghĩ tôi không giới thiệu thêm nữa. Perk thứ ba là Hex Pentimental. Cái perk này công dụng khá là hay anh em. Tức là khi mà survivor phá một cái totem thì anh em có thể lại cái totem đó và hồi sinh cái totem đó. Và cái totem được hồi sinh á, càng nhiều totem thì chúng ta sẽ càng có lợi. Cụ thể, một totem thì sẽ được survivor sẽ giảm tốc độ sửa máy 25%. Hai totem thì survivor sẽ giảm tốc độ heal 25%. Ba totem thì survivor sẽ giảm tốc độ recover 25%. Bốn totem thì survivor sẽ giảm tốc độ mở cửa 25%. Và 5 totem thì là toàn bộ totem trên map sẽ bị khóa luôn, không phá được. 5 totem là tôi nói thiệt, chừng nào chơi với bọn survivor mà không não anh em mới được 5 totem. Chứ bình thường thì tôi không nghĩ là mình sẽ dễ dàng được tới 5 totem. Mà cái perk này anh em chỉ cần ở 1 totem là giảm tốc độ sửa máy là cũng rất là ngon rồi, không cần 2 totem, 3 totem gì hết á. Còn perk cuối là barbecue và chili, tôi cũng không giới thiệu thêm tại quá là nổi tiếng rồi. Rồi, giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm trận chơi con nữ chúa quả đen nha. Let's go. Ồ, cái map này dễ chơi nè anh em. Cầm con quả vô map này dễ chơi nè. Bây giờ mới vô là phải làm vậy liền. Đó là phủ đầu bọn survivor. Trời má, mò được đứa kìa. Chúc mừng bạn đã trúng giải đặc biệt. Đó là quả chúa ghé thăm nhà. Ê, đừng chạy, chưa trao thưởng mà. Nội chạy lung tung vậy. Ok rồi. Ngon anh em. Thấy tôi đặt hai con quạ trở nên sợ quá, nhảy xuống luôn. Oh no 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 no, làm ơn đừng sửa máy của tôi. Bà nội nó chứ. Giỡn mặt với nữ chúa quạ đen hả mày? Ê phá. Thì cái tôi đã canh đét hả? Trời ơi, cái gì vậy trời? Ui, sao tôi nhấn nút phóng rồi nhờ? Tôi đã canh death ho rồi anh em, mà từng ngay lúc tôi chém cho nó death ho luôn. Có vẻ con này là pro. Nice. Hello mấy người đẹp. Phủi quá, phủi. Trời đất ơi, à, nó mở hòm như trốn không người vậy đó. Ủa tao kêu lơ, tao còn đứng đây mà. Tao còn thở mà, chưa chết nè. Trời đất, ngay tầm con quạ vậy mà không gây sát thương. Thấy bắt đầu nhảm nhí rồi đó. Mày nghĩ mày chạy được như nữ chúa quạ đen hả mày? Khi mà nó đã bị phủ quạ là nó đã mất nửa cái mạng rồi đó. Cửa máy nổ quá, nổ. What? Trời ơi, con nia đó dính quả thiệt kìa. Ôi cái này. Trời ơi, này làm chơi ăn thiệt anh em. Mà tôi phóng quả đại á.
kiểu đón mỏ ai rồi. Oh my fucking god. Nó cái tiềm năng của con kêu lon này thiệt là đáng sợ luôn nội ơi. Tao thấy dấu mà không thấy người vậy. Trời mà. Không ai, người quen. Rồi đó, dám chạy ra ngoài. Chết cha hồn, né con quả con, còn con quả chúa ở đây mà. Tôi đặt con quả hướng đó là không thể nào ổng chạy ra ngoài đây được luôn anh em. Ờ, con cái con nữ chúa quả đen này nó zone survivor ác liệt thiệt chứ. Rồi giờ lại thấy con này disconnect trên móc luôn anh em. Thiệt sự cũng cảm thấy có lỗi thiệt á. Gặp con nữ chúa quả đen này đã khó mà còn bị ăn hit kiểu vậy nữa mà. Rồi mà. Mà chính luôn kìa. Mà sao tôi thấy chơi con này tôi ác dữ vậy trời. Hít mất dạy phải không? Tôi mà chơi survivor tôi mà bị vậy chắc tôi cũng disconnect ra luôn á anh em. Chứ nữa. Nó hít kiểu xuyên tường, xuyên vách vậy luôn, chơi bời gì nữa. Hai nè. Úi trời ơi, bình tĩnh. Nó chạy cái gì đâu mà không dòm gì hết. À ơi, nó chạy luôn. Chết chết, hố rồi, hố rồi. Trời chị đứng rồi đặt con quạ làm khỉ gì trời. Quá. Cái khu đó có miếng dán sao nó không lại miếng dán đó luôn nhờ. Ra khu này là xong đời nó rồi. Trời đất ơi. Cái khu này không còn đặt quà luôn á. Anh em hắc não nhẹ cái là lụm à. Tại cái tảng đá hai bên nó rất là ngắn. Xong đời bé ba rồi. Trừ khi nó chạy đâm vô cái hầm nó sống. Chết chào, thấy đặt con quạ hết dán lợi cái dán luôn. Tôi dùng con quạ để tôi đẩy nó ra chỗ khác đó anh em. Chứ thực sự tôi cũng không nghĩ tôi sẽ lấy được một chiếc chỗ đó. Ủa gì vậy, con quạ sao bay cao dữ vậy. Ok. Tôi thấy cũng tội nghiệp bọn này. Chắc tôi tha cho cho con da đen này quá anh em ơi. Tha nhá. Ê, cái hầm ở đây nè. Chạy đâu tuốt ở trong. Ok, ghi ghi nhá. Rồi, trận thứ hai thì chúng ta đang ở map đồng ngô. Map này khi mà chơi con nữ chú quả đen cũng ok anh em. Mặc dù không bằng cái map lúc nãy. Cái map mà tôi thấy kinh khủng nhất khi mà chơi con này á là cái map trường học của Freddy á. Nó vừa có máy ở tầng trên mà vừa có máy ở tầng hầm. Mà cái map nó rộng nữa. Vậy khó để mình gửi quả tới để mình xét. Cho chà nãy phóng ba con quả dở hồi chiêu lại lâu quá. Thấy con đó bị bám quả rồi mà cái chiêu chưa hồi không xài được. Ủa đâu rồi? Trời, ủa? Con áo dạ quang nó biến thành. Trời mới con áo dạ quang nó vô cái bụi nó thay đồ thành con đồ máu mà ghê. Bật chế độ trai hạt đâu nơi ơi. Rồi, nó thấy tôi dí cái nó biến hình để nó chơi tôi nè. Nó muốn hơi xanh mặt rồi đó. Quá đó, tại sao ngay cái tầm quạ vậy mà không gây sát thương. Ôi trời ơi. Đánh được không? Mày không chạy khỏi nữ chúa quạ đen đâu con. Phong tỏa đường thoát hết ráo rồi. Giờ nếu nó không phóng qua dáng thì tôi chạy lên tôi chém thường thôi anh em. Nói chung là nó đã hết đường thoát chỗ này rồi đó. Đồ máu mà vô bụi ngồi. Ủa gan cho.
Rồi xong, cái dán ở đây nãy da đen đập rồi. Làm sao giờ? AutoCAD. Dead hả? Thấy chưa? Hổm tôi có nói với anh em rồi đó. Khi mà dí gần nó quay cái đầu về hướng kêu lên là đảm bảo nó chuẩn bị dead hả tới nơi. Có người đẹp nào đang sửa cái máy đó vậy? Kệ. What? Trời lì vậy? Tám quạ mà vẫn ngồi sửa luôn. Con da. Ủa chết mẹ, quánh lộn con phù thủy. Cái con da đen vậy là sai chơi, của nó quá cống hiến vào việc sửa máy. Không được, không được. Phải trừng trị nó gắt. Không đi. Cái gì vậy trời? Ngay miệng nghe rồi chém hụt không mệt ghê á. Hay quá, có cái móc cắn kế bên luôn. À, còn phù thủy đảm bảo nó quay lại nó luộc cái máy đó đó. Thiệt tình chứ bọn này chơi sửa máy ghê quá anh em ơi. Nó con phù thủy bị thương mà nó lì nó ngồi đó sửa cho xong cái máy luôn á. Thôi phải như tôi chơi Survivor mà gặp mấy đứa chơi cống hiến vậy cho tôi mừng biết nhiêu. À thì ra rìu tay cứu. Cho nó lên móc lần nữa. Hello người đẹp. Nó tưởng là mày vô bụi mày ngồi nữa chứ ai ngồi cũng biết đi cứu bồ ha. Nó chơi cái ruộng ngô giờ muốn đuôi luôn. À rồi rồi rồi. Cái ruộng ngô coi vậy chứ cũng khó thấy quá anh em nhờ. Ngon. Chắc nó sẽ đập dán. Trời má. Nhà lầy nè. Knock out luôn. Trời tiếng chi tâm dán vậy trời. Nó trong khi đã vừa bị phủ quạ mà vừa lên móc lần hai nữa. Gặp tôi đập liền luôn á anh em. Tôi đập miếng dán đó liền luôn á. Chà khó. Quá. Mình gần chém nó cứ lắc qua lắc lại chóng mặt thấy bà cố nội luôn. Đi lùi phát cái ăn được hết. Chạy đi honey. Trời tôi không thể tin nổi. Tôi không thể tin nổi cái tầm đó mà con quạ không gây sát thương á. Rất tiếc, lần này bạn đã quay vào ô mắc lừa. Đó là tôi đặt con quạ kiểu đó là tôi đã phong tỏa cái đường vô chỗ này rồi anh em. Nó không thể nào chạy vô đây được. Cái đó bọn nước ngoài gọi là zone survivor đó anh em. Tức là đẩy survivor ra khỏi cái khu an toàn á. Trời ơi, có cái máy mà hai đứa nó hợp lại nó sửa. Yếu. Nó sửa máy kiểu đó ai chơi lại mày mấy gì. Hở hở lạ lợi cái máy nó sửa. What, nó chạy ra tuốt Cà Mau xa đét luôn mà tôi không hay á. Trời ơi cái máy này gần xong. Tiếc vậy nãy tôi đem phớt. Nữa. Trời đất ơi. Hơi một tí là nó lợi cái máy nó sửa. Kỳ vậy, ra chơi với killer đi. Ra lúc killer đồ cầm đèn pin đồ vô gì mới vui chứ. Ngồi sửa máy đâu vui gì đâu. Trời má con này cũng có đế tha luôn á. Tôi không tin nổi luôn á. Đầu game giờ không xài cái từ giờ tới giờ phút quyết định nó xài đà nổi. Nó chọc sùng quả chúa thiệt chứ. Hèn quá mà. À, bởi kinh nghiệm quý báu là anh em cứ ngậm mặt định tất cả 4 survivor đều mang death ho. Má ơi nó mới móc lần hai á. Ủa vậy tôi tưởng nó lần này móc cuối. Mấy đứa này sống dai quá vậy trời. Đ-
Âu Âu, buông cái máy ra giùm đi chị Bảy. Khổ quá mà. Mình không chạy được xa đâu con gái. Giỡn mặt với nữ chúa quả đen. Ôi trời, cái gì vậy? Gì vậy? Ui, ui, từ từ mấy chị ơi, em lại mấy chị. Đó rồi xong á, giờ sao? Giờ sao người đẹp? Muốn cự hay gì? Á, chỗ đang treo người mà anh em thấy tụi nó bully kêu lơ ghê chưa? Ui, đầu game giờ tôi chưa đủ ác hả sao? Ui, sao tôi thấy tôi đáp lên đó rồi mà còn bị rớt xuống là sao? Rồi nó vẫn còn ở đó. Con quạ lại không bay lên tới nữa chứ. Ở cái xe cẩu này cũng hay quá nhờ. Chết cha. Ô ô, cái xe cẩu này khi bị mà nà đi gì mất xác rồi. Trời ơi, cái xe cẩu này khi bị nứt vậy làm sao sao đối phó nhờ. Tôi không biết phải làm sao luôn ấy. Anh em nào có kinh nghiệm giúp đỡ xíu thôi. Cái chỗ này tường cao quá. Ok rồi. Tường cao quá, tôi cũng không có dự đoán được nó sẽ chạy hướng nào. Trời đất, thả ba con quạ luôn, không dính con nào mà thôi dẹp luôn. Không, chỉ chạy luôn mà nghi rồi. Con này có vẻ có đầu óc nè anh em. Ok, tôi sẽ dồn nó vô cái góc mát luôn. Death home mấy con quả con mà còn con quả chúa sau lưng rồi làm sao? Tình huống kiểu vậy kiểu hết đường thoát rồi. Trời má ơi, thánh núp ông nội, thánh núp của năm. Núp núp kiểu vậy đó coi được. Mấy cái góc này khó quá nè, mấy cái chỗ tường cao nè. Dự đoán sai rồi, nó chạy luôn. Nó chạy luôn chứ nó không ở cái khu đó. Trời đầu phòng, cái góc đó không dính quạ luôn. Ok, hết bắt con quạ gì lạ lùng vậy. Chỗ này làm sao vậy? Ok, nó bị dính quạ rồi mà nãy tôi xài tới hai con quạ, giờ hồi chiêu chắc cũng lâu. Thấy chưa, hồi chiêu lâu. Chết cha. Yêu, mắc lỗi quá. Thấy có bóng đứa nào lại đây? Trời, nó trốn trong một nốt nhạc luôn kìa. Toàn tôi có cách. Nó vỏ quýt dày là nó chơi nguyên trái là đây nè quý vị. Nãy giờ nãy tôi thấy rõ ràng có bóng đứa nào nó chạy lại cái máy. Mày trốn lại bà không đi. Này, chết rồi. Thôi xong rồi. Thôi dẹp con quạ này luôn đi. Chơi bời gì nữa. Trời ơi, bà gồ lại dơ rồi anh em ơi. Khó rồi.
Lần này nó chạy qua luôn. What? Trời ơi, cái gì vậy trời? Thôi, mày chạy luôn đi. Chạy đâu cũng được, chạy luôn. Thấy chưa? Đang dí con kia bỏ là bên đây nghe cái tiếng máy cạch cạch là qua là có liền. Tiêu móc cuối nè. Ê, cuộc chiến tìm hầm bắt đầu. Let's go. Dính không ta? Ôi trời ơi. Ok. Con đó cũng xứng đáng anh em. Tôi thấy nó là chơi hay nhất trong team đó. Ok là you play very well. Ok, khen mày đó. Gì? Thôi mà cũng phần tôi mắc lỗi rất là nhiều khi mà giếng con đó. Chắc còn phải luyện tập thêm nhiều nữa mới có thể chơi tốt được con nữ chú quả đen nè anh em. Ok, và giờ rồi anh em đã theo dõi xong tập thứ 65 của series Dead by Daylight Adventure. Chúng ta chơi Killer the Artist. Rất cảm ơn anh em vì đã dành thời gian theo dõi video. Bye bye tất cả anh em và hẹn gặp lại anh em ở những video kế nha. Bye.